huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chính thức chốt danh sách U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 tối ngày 17 tháng 6 đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào vòng chung kết U17 châu Á 2023 với trận gia quân bảng D gặp U17 Ấn Độ trước trận đấu này Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ theo đúng quy định của ban tổ chức. Theo đó, cầu thủ cuối cùng phải nói lời chia tay U17 Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Anh Tiệp, thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội. Sau buổi tập chiều ngày 16 tháng 6, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gặp riêng để thông báo với Anh Tiệp. Vị thuyền trưởng U17 Việt Nam chia sẻ đầy cảm động, thầy theo dõi con một thời gian dài vừa qua, thấy con rất nỗ lực và đã có được những sự tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng Đội buộc phải gút danh sách xuống 23 người và con phải nhường chỗ cho các bạn khác vì các bạn chơi cùng vị trí mạnh mẽ hơn con. Thầy rất tiếc khi phải chia tay con. Thầy nghĩ các đồng đội cũng rất tiếc khi con không được tham dự giải đấu. Thầy biết con có tài năng, có tư duy nếu con tập luyện chăm chỉ, nếu con rèn luyện thể chất tốt hơn, con sẽ trở thành một cầu thủ giỏi. Thầy luôn theo dõi và hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tại vòng chung kết U17 châu Á 2023 U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Ở bảng đấu này, Nhật Bản từng 3 lần đăng quang ngôi vô địch 1994, 2006 và 2018. Ấn Độ, hai lần lọt vào đến tứ kết 2002, 2018 trong khi Uzbekistan vô địch năm 2012. Trận gia quân của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và U17 Ấn Độ sẽ diễn ra vào 19 giờ tối ngày 17 tháng 6 trên sân Thammasat. Sau đó gặp U17 Nhật Bản lúc 17 giờ ngày 20 tháng 6 và gặp U17 Uzbekistan lúc 19 giờ ngày 23 tháng 6. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng sẽ vào tứ kết. Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 6, bán kết sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mùng 2 tháng 7. Bốn đội vào bán kết sẽ giành vé dự U17 World Cup. Ở vòng loại U17 châu Á 2023 diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái, Đội tuyển U17 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để lần lượt thắng U17 Đài Bắc Trung Hoa 4-0, thắng U17 Nepal 5-0 và thắng U17 Thái Lan 3-0. Lượt trận mở màn vòng chung kết U17 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, U17 Việt Nam đụng độ U17 Ấn Độ, đội bóng được xem là ẩn số của giải đấu năm nay. Thế trận những phút đầu hiệp 1 thuộc về U17 Ấn Độ, đội bóng áo xanh tự tin cầm bóng và chủ động tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành U17 Việt Nam khiến hàng thủ áo đỏ phải chống đỡ khá vất vả. Trong hơn 15 phút đầu trận, Ấn Độ làm chủ thế trận và giữ bóng tốt hơn đối thủ. Dù vậy, đối phương tỏ ra khá bế tắc trong các pha hãm thành trước lối phòng ngự chặt của Việt Nam. Ở phút 26, Ấn Độ có cơ hội mở tỷ số. Số 8 tư có khoảng trống ở trước khu vực 16m50 và cầu thủ này quyết định thực hiện cú sút chìm nhằm về góc xa, tuy nhiên bóng đã đi trượt cột dọc trong gang tắc. Phải tới phút thứ 29, U17 Việt Nam mới có được cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu nhưng bóng trúng vào người một cầu thủ đối phương. U17 Việt Nam yêu cầu được hưởng quả phạt 11m vì cho rằng bóng chạm vào tay hậu vệ đối thủ, song trọng tài chính đã xua tay và cho trận đấu được tiếp tục. Ít phút sau đó, trong một tư thế thuận lợi, đội trưởng Công Phượng thực hiện cú sút phạt, đưa bóng đi chệch khung thành Ấn Độ trong gang tấc. Tới phút thứ 42, U17 Việt Nam có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận khi bóng được phối hợp nhịp nhàng bên cánh phải trước khi được tạt vào giữa cho Thiên Phú. Nhưng tư thế dứt điểm của tiền đạo số 10 không mấy thuận lợi nên đã đưa bóng đã đi ra ngoài. Sau những phút ép sân, cuối cùng U17 Việt Nam cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 44. Trong một tình huống chuyển đổi trạng thái cực hay, công phượng truyền dài thuận lợi cho Long Vũ xoay sở, loại bỏ hậu vệ Ấn Độ rồi xâm nhập khu cấm địa, tung cú sút chéo góc chuẩn xác đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Ở những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, cơ hội nhân đôi cách biệt tiếp tục tới với đoàn quân áo đỏ. Huỳnh Triệu chủ đích đá phạt góc hướng thẳng về khung thành Ấn Độ và bóng đã chạm vào cột dọc ở phía xa và đi ra ngoài đầy đáng tiếc. Có bàn thắng trước giúp cho U17 Việt Nam chơi tự tin và mạch lạc hơn hẳn trong hiệp 2, trong khi U17 Ấn Độ vẫn loay hoay với các bài tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 57, U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt cách khá xa khung thành và bóng được rót vào khu cấm địa ít nhiều gây ra sự hỗn loạn cho đội bạn, nhưng thủ môn Sahin sau cùng đã ôm gọn được trái bóng. Ít phút sau đó, số 12 của U17 Ấn Độ thực hiện cú đá chân trái khá căng ở sát vạch 16m50, nhưng bóng đã bay chệch khung thành tuyển Việt Nam trong gang tấc. Sau nhiều pha tấn công liên tiếp, cuối cùng U17 Ấn Độ đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 69. Ở cự ly khá xa, số 12, Malem ngâm bá sinh bất ngờ tung ra cú đá, nhằm về góc cầu môn và thủ thành, Ngọc Bảo đã bó tay, một phần do anh dâng lên hơi cao. Sau khi để đối thủ có bàn thắng gỡ hòa, U17 Việt Nam ảo lên tấn công mạnh mẽ. Dẫu vậy, đoàn quân áo đỏ gặp khó trong việc tìm được đường vào khung thành đối phương. Cuối trận hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng, với khá nhiều tình huống bóng đáng chú ý được tạo ra, nhưng đã không có bàn thắng nào được thêm và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Vòng chung kết U17 châu Á 2023 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U17 Nhật Bản, U17 Uzbekistan và U17 Ấn Độ. Bốn đội vào bán kết sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá ba đối thủ của U17 Việt Nam đều rất mạnh. Ở giải đấu năm nay, chúng tôi sẽ có 6 bài thi. Hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành 3 bài thi mở đầu ở bảng đấu này. Hy vọng các học trò của tôi chơi tốt và chúng tôi sẽ thi những bài thi tiếp theo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này các cầu thủ U17 Việt Nam không có nhiều thời gian tập với nhau. Chúng tôi có một tháng chuẩn bị. Rất vui mừng là chúng tôi đã giành quyền lọt vào vòng chung kết với tư cách là đội đầu bảng. Ở vòng chung kết lần này, chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh ở vòng bảng như Nhật Bản, Uzbekistan, Ấn Độ. Hy vọng U17 Việt Nam sẽ chơi tốt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thêm. U17 Việt Nam chạm trán U17 Ấn Độ trong trận gia quân ngày 17 tháng 6. So với U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan, U17 Ấn Độ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều và là đối thủ ngang cơ với U17 Việt Nam. Về đối thủ này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành sự tôn trọng cho đối thủ. Đối với tôi chẳng có sức ép gì cả, nếu cổ động viên đến sân càng đông thì tôi càng thấy thoải mái. Đương nhiên, với các cầu thủ trẻ diễn biến tâm lý không phải là câu chuyện dễ dàng, nhưng tôi hiểu những bạn nhỏ của tôi như nào. Tôi hy vọng khán giả đến càng đông U17 Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết. Trong khi đó, huấn luyện viên Bibiano Fernandez của U17 Ấn Độ tự tin, chúng tôi biết trình độ của ba đội còn lại. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị trong một thời gian dài và đến đây để giành chiến thắng. Để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á, U17 Ấn Độ đã tập huấn tại châu Âu cũng như các địa điểm tại Thái Lan để làm quen thời tiết trước giải. Huấn luyện viên Fernandez khẳng định lại quyết tâm, chuyến đi châu Âu đã cho thấy sự tuyệt vời của các cầu thủ và như các đội bóng khác ở bảng D, chúng tôi sẽ cố gắng giành vé dự World Cup. Dù năm ở bảng đấu khó nhưng vẫn có thể chờ đợi bất ngờ từ U17 Việt Nam. Nói vậy bởi tương tự Nhật Bản, tại vòng loại, U17 Việt Nam giành ngôi nhất bảng F với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Chia sẻ với truyền thông và người hâm mộ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giữ quan điểm sẽ cố gắng giúp các cầu thủ U17 Việt Nam tiến bộ cho những mục tiêu xa hơn trong sự nghiệp. Quá trình chuẩn bị cơ bản cho giải đã hoàn tất. Giải đấu là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng, sự tiến bộ và nhất là được học hỏi, trải nghiệm tính chất thi đấu tầm châu Á. Tôi vẫn giữ quan điểm nhiệm vụ của các đội tuyển trẻ là tạo nguồn lực tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, U17 Việt Nam được huấn luyện đa dạng đấu pháp, không chỉ vì giải đấu mà còn để các cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi tốt hơn với nhiều dạng chiến thuật, ông Tuấn nói. Các bạn suy nghĩ thế nào về chủ đề hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận mong rằng video đem đến cho các bạn những thông tin thú vị nếu thấy hay thì đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ hntv news video kết thúc tại đây tạm biệt